Rồi, xin chào mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở trên Đắk Lắk đây mọi người. Và bây giờ là đang đến giờ cho chim bồ câu ăn rồi. Thì đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là cái thức ăn mình cho chim bồ câu ăn như thế nào mọi người nhé. Đây nè mọi người, thức ăn ở trại của mình là chỉ có cám con cò với bắp trộn đều như thế này mọi người này. Bắp mọi người để ý một cái là mọi người phải xay vỡ ra nhé, chứ để nguyên hạt là chim bồ câu ăn nó không tiêu đâu mọi người. Đây là cám con cò và bắp trộn lại thôi. Đấy, thức ăn là cực kỳ gọi là đơn giản luôn, nhưng mà cái chất lượng của nó rất tốt mọi người nhé. Cho mọi người xem hình ảnh thực tế chim bồ câu nó đang ăn như thế nào này. Kín hết luôn mọi người nhé. Đây là những cặp chim bồ câu titan thái siêu thịt ở trại mình. Hiện tại là đang kín hết tất cả các lồng luôn. Và mình đang chuẩn bị có những cái đơn hàng và mình sẽ xuất những cặp chim bồ câu giống này đi. Cho mọi người xem hình ảnh thực tế chim bồ câu nó ăn dữ dội như thế nào. Ở trên này thì có những cặp bồ câu gà Mỹ mọi người nhá. Đây, bồ gà Mỹ thì siêu to khổng lồ rồi. Đủ loại màu luôn, màu nâu đỏ có, màu vàng có, màu đen có. Chim bồ câu Mỹ màu đen mọi người nhá. Còn bên kia màu trắng kìa. Đây là chim bồ câu thổi kèn. Dạ, mình có rất nhiều những loại bồ câu, nhưng mà dòng chủ đạo chính mình kinh doanh đó là chim bồ câu titan siêu thịt của Thái và chim bồ câu gà Mỹ. Rất to khỏe mọi người ạ, những cặp giống này. Đây, cho mọi người xem thực tế luôn. Đây là đến giờ cho ăn, buổi sáng là mình sẽ cho chim ăn lúc khoảng 8 giờ sáng mọi người nhé. Còn buổi chiều là 2 giờ. Những cặp này là chim bồ câu là vào đẻ hết rồi mọi người nhé, chuẩn bị đẻ lứa đầu luôn đó. Còn chim bồ câu này thì là chim bồ câu sinh sản tầm khoảng được hơn 1 năm rồi. Đây là những cặp giống gọi là siêu chất lượng và siêu tốt luôn mọi người, nuôi con siêu to luôn. Mọi người để thấy là đây cặp chim bố mẹ này. Kích thước của nó rất là khủng. Đây là dòng siêu thịt mà mọi người. Lâu lắm rồi mình mới có những cái hình ảnh thực tế để cho mọi người xem. Đây mọi người, đây là cám con cò trộn với bắp nhá. Thức ăn này thì cực kỳ dễ kiếm luôn. Mọi người có thể tìm đến những cái đại lý cám con cò ở những cái tỉnh hoặc thành phố á, thì nó sẽ cung cấp cho các bạn. Còn bắp thì các bạn lưu ý là mình phải tìm cái nguồn bắp nó sạch nhé. Chứ bắp mà nó ngâm những cái chất chống mọt, chống mốc á, nhiều khi chim ăn, bồ câu ăn là sẽ bị bệnh mọi người nhé. Đây là chim bồ câu gà trắng mọi người nhé. Chim bồ câu gà mà màu trắng là rất là hiếm đó. Và giá của nó thì cũng không phải là rẻ đâu mọi người. Mình thấy nó ăn dữ không? Trung bình mà tiền cám để nuôi với 100 cặp chim bồ câu titan siêu thịt của Thái thì đối với cái thời điểm trước kia thì tầm khoảng 2,5 triệu mọi người, 100 cặp. Thì bây giờ giá cả thị trường nó tăng lên chút xíu, cũng như là sau cái dịch á, chúng ta di chuyển gặp khó khăn hơn thì giá nó cao hơn một chút xíu. Thì là 3 triệu trên 100 cặp. Nhưng mà đổi lại một cái là mọi người biết gì không? Đó là chim bồ câu ra ràng đắt hơn rất là nhiều. Chim bồ câu ra ràng là nó giá của nó hiện tại đang rất là cao mọi người ơi. Và hiện tại thì cái nguồn chim thịt á,
là mạnh. Và mình hiện tại là mình cũng không có đủ mình hay nói câu đó là cháy đầu ra đấy. Những cặp chim có bố mẹ ở dưới đang nuôi con, nhưng mà ở trên là tiếp tục đẻ nha mọi người. Ở trên tiếp tục đẻ và dưới, mặc dù dưới đang nuôi. Chim con rất là nhiều. Đây là chim bố mẹ. Chim con bên trong. Cái dòng bồ câu titan siêu thịt của Thái này thì từ lúc mà nó nở quả trứng ra đến lúc mà mình bán được nó thì tầm khoảng rơm khoảng 25 đến 30 ngày, thì đó người ta gọi là chim bồ câu ra ràng. Và chim bồ câu ra ràng là nó chưa biết ăn, chính vì vậy nên cái thịt của nó khi mà mình bán ra thị trường nó rất là thơm. Còn ở những cái nhiều khu vực khác họ hay nuôi là chim bồ câu nuôi bộ, cũng như là thúc cám cho ăn á, thì không phải mình chê, nhưng mà cũng có một số những cái nhà hàng họ góp ý đó là nó hơi hôi cám á, nó hơi hôi cám mọi người. Còn chim bồ câu của mình thì đương nhiên là bố mẹ nuôi nó bằng sữa diều rồi nên là thịt rất là thơm. Bồ câu ăn rất mạnh nha, cái cặp giống cực kỳ khỏe luôn, giao đến cho bà con nông dân là bao khỏe luôn nha. Tại trên thị trường thì những cái loại bồ câu thương phẩm thì không có cái loại nào mà đủ cái độ mà để so sánh với những cái cặp chim bồ câu titan siêu thịt của Thái gì được. Mua bồ câu ta bây giờ là thua luôn, bán không ai mua. Chim bồ câu rất nhỏ và chim bồ câu ra ràng của nó thì tầm khoảng 2 lạng 2 lạng rưỡi, 3 lạng là đôi khi mình cảm thấy là to lắm rồi đó. Còn chim bồ câu titan siêu thịt của Thái thì khi bồ câu ra ràng của mình là đạt 5 lạng hết nha. Đây, cho mọi người xem lại luôn. Một tầng này, 2 tầng đây, 3 tầng đây. Và mình hiện tại là ở trại mình là đang sử dụng lưới hứng phân nhá. Tại vì ở đây cái diện tích của nó rất là rộng nên mình cũng lâu lâu mình sẽ cái lưới này mọi người mình sẽ mang đi giặt. Tùy vào từng khu vực thì mình sẽ áp dụng cái kiểu nuôi đó là một năm dọn một lần hoặc là sử dụng lưới hứng phân, thì cái nào nó có ưu điểm riêng của nó cả. Mình thì cũng có khu vực mình sử dụng cái men vi sinh, mà cũng có những cái nơi mình tư vấn cho bà con nuôi đó là sử dụng lưới hứng phân nha. Vì không gian diện tích ở trại mình rất là rộng, khoảng 2 tháng mình sẽ vệ sinh cho một lần. Mình cuốn những cái này lên mọi người, mình cuốn những cái tấm bạt này lên này, mình xịt nước rửa và mình sẽ sử dụng lại cái tấm bạt này. Có rất nhiều người hỏi mình là cho chim bồ câu ăn gì để nó to được như chim bồ câu ở trại của anh. Thì mình khi mà gặp những câu hỏi này thì mình sẽ trao đổi rất kỹ với anh em. Mặc dù là những người đấy không hề mua bồ câu ở trại mình, nhưng mà mình đều hướng dẫn cho anh em nuôi. Đó là anh em cứ trộn cám với bắp thôi. Cám với bắp là hai nguồn nguyên liệu có thể nói là trên thị trường hiện nay, thứ nhất là dễ kiếm, mình luôn tư vấn cho anh em là thứ nhất là dễ kiếm, hai là giá thành vừa phải để mình có thể nuôi. Thế nhiều anh em mà nuôi mà không biết nuôi chơi hay là nuôi không có kinh nghiệm nhiều á, mình cho ăn những cái loại thức ăn nó cao chi phí hơn một tí, nhưng mà cái chất lượng của nó cũng vậy thôi mọi người. Câu siêu to luôn,
so về cái kích cỡ của nó thì nó cũng không thua kém bồ câu gà là bao nhiêu đâu mọi người. Đây, đang nuôi bồ câu ra đàn nhưng mà ở trên có hai quả trứng rồi này. Lát nữa mình sẽ mang trứng này cái này là nó đẻ lọt xuống dưới luôn mọi người nhá. Đẻ lọt xuống dưới luôn này. Và những quả trứng như thế này mọi người, mình sẽ mang vào trong máy ấp trứng này. Cho mọi người xem máy ấp trứng luôn. Máy ấp trứng này cũng siêu xịn luôn. Đây, rất nhiều trứng nha, mình đã cho ấp luôn cả trứng gà nhé. Đây, con chim bồ câu này là mới nở đây. Đây, mình sẽ đặt quả trứng khi mình lượm đây. Rất nhiều chim bồ câu nở dưới mọi người. Thì mình sẽ mang những con chim bồ câu nở này mình ra mình ghép cho bố mẹ nuôi. Và mọi người cũng để ý là cái nhiệt độ của nó nhé, cái nhiệt độ của máy ấp trứng, mà không phải để ý luôn thường xuyên cái nước này, nếu mà nước này là hết, nó không có hút nước để nó tạo xương á là cái máy này sẽ đi hư đúng mọi người. Bên các bên dãy bên này là chim bồ câu đẻ được không nuôi được khoảng 1.5 năm rồi mọi người, 1.5 năm rồi nhá, đã đẻ rồi đấy. Và hiện tại là mình đang lấy trứng của nó đi cho ấp hết rồi, và khi nào nở ra thì mình sẽ ghép vào để cho chim bố mẹ nuôi. Khi mà đi lựa giống với mọi người để ý một điều là những cái cặp nào á mà mọi người để ý đây, cái cặp cái bộ khung của nó không phải chắc và đẹp nhá, lông mượt thì giống mới chuẩn. Đây chim, một con chim trống này thấy nó to khủng khiếp không. Lâu lâu dẫn mọi người đi tham quan tí. Cường của nó lên rất là động. Chim này là chim sinh sản rất là tuyệt vời luôn. Chúng gặp giò. Chim bồ câu sinh sản không phải là cái cặp nào mà cứ càng to là nó càng xịn đâu nhá. Không phải, bộ má của nó phải đẹp. Và nó phải khỏe mạnh và nó nhanh nhẹn đấy. Có nhiều cặp nó thù lù mập á thì cái những cái cặp đấy chủ yếu là để thịt thôi mọi người, chứ không còn giống được. Có nhiều người nuôi chim bồ câu bự lắm nha, to lắm nha, chim giống á, nhưng mà nó không đẻ. Nó không đẻ là mình không có lời. Nên là mọi người lựa giống hay là tìm đến những cái địa điểm nuôi á, mua giống á, mọi người phải thật kỹ. Chứ mọi người cứ khoái chim to là về nó không đẻ đâu, hoặc là chim nó đã già cỗi rồi. Còn đây bộ khung của là chim bồ câu của mình, thứ nhất là cũng to nhá, nhưng mà rất đẹp, rất nhanh nhẹn. Mỗi lần mọi người cho ăn thì cho ăn cũng khoảng 1 nắm thôi nha, 1 nắm thôi. Mọi người mà cho nó ăn nhiều là nó hư giống á, cho ăn nhiều mập là hư giống kìa. Chi phí để mình đầu tư nuôi bồ câu này nó cũng không nhiều mọi người nhá, phải nói là thực trạng là ít đó. Chứ mình nuôi gà, nuôi heo đồ, chi phí chăm sóc, hệ thống chuồng trại đầu tư quái luôn á, mà mình lâu mình mới được thu nó. Còn chim bồ câu thì mình tháng nào cũng có mình thu. Rất đẹp, phần là khô luôn nha, không có phần nó không ướt nha.
máng nước phải sạch, máng nước phải sạch mọi người, không có để rong rêu động nhiều, rong rêu động nhiều là mình sẽ phải vệ sinh nó đi. Đây, dẫn mọi người đi tham quan một vòng cho mọi người xem hình ảnh thực tế, lâu lắm rồi mình mới quay thực tế lại cho mọi người xem đấy. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những cái video của kênh của mình, và anh em mà có nhu cầu hoặc là mua giống ở những trại khác mà gặp vấn đề và khi nuôi thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn cụ thể anh em, hoặc là anh em có thể comment dưới này nhá. Rồi tạm biệt tất cả mọi người.